Rồi, bây giờ thì sửa cho tụi em cái đề số 4 nha mấy đứa. Đây. Do là một buổi dạy on á thì sửa không hết cái đề, tại vì nó có cái thời gian chờ đó, tụi em có thời gian để chờ tụi em sửa bài rồi đó. Cho nên là thầy sẽ làm video cho các bạn xem nha. Bạn nào mà học nhanh thì cứ xem nhanh, bạn nào mà học chậm thì cứ xem từ từ. Chỗ nào mà không hiểu thì cứ nhắn tin thầy, được chưa? Rồi, bây giờ câu số 1 này tụi em. Chuyển động nào sau đây không được coi là dao động cơ? Mấy đứa nghe nè, dao động cơ là chuyển động qua lại của vật quanh một cái vị trí cân bằng. Thì tụi em biết nè, cái dây đàn guitar khi mà nó rung á, thì nó cũng sẽ rung quanh một cái vị trí cân bằng, cho nên câu này đúng. Câu B, chiếc đu đưa, đương nhiên cái này là dao động rồi. Vì vậy tụi em, câu C, bích tông chuyển động lên xuống trong xi lanh thì nó cũng sẽ chuyển động quanh một vị trí cân bằng, cho nên cái này cũng là dao động tụi em. Vậy thì cái câu sai sẽ là câu D. Người ta kêu các bạn chọn cái câu không được coi là dao động mà. Một cái hòn đá rơi tự do tụi em thì đây là chuyển động, đây là chuyển động rơi tự do, được chưa? Câu số 2, khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần là một chu kỳ, cái này là định nghĩa. Chu kỳ là thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần. Câu số 3, đại lượng cho biết số dao động mà vật thực hiện được trong một giây chính là tần số. Số dao động mà vật thực hiện được trong một giây chính là tần số. Vậy cái câu này là cái câu 3 này là không có đáp án nha tụi em. Câu 3 này là đề bị nhầm rồi nè. Để thầy sửa lại nha. Cái này bỏ dưới góc đi nha. Chọn câu B nha tụi em. Đại lượng cho biết số dao động mà vật thực hiện được trong một giây gọi là tần số, được chưa? Câu số 4, một chất điểm dao động điều hòa trong thời gian 1 phút thực hiện được 30 dao động. Người ta hỏi các bạn chu kỳ. Chu kỳ là thời gian vật thực hiện một dao động. Các bạn nhớ nè, 1 phút á là 60 giây, được chưa? Vậy thì bây giờ chu kỳ á, bây giờ thầy lấy tổng thời gian, thầy chia cho số dao động, chia cho tổng số dao động. Đấy, tức là thầy lấy 60 giây nè, thầy chia cho 30, nó sẽ ra được là thời gian vật thực hiện một dao động. Thì nó chính là cái chu kỳ, được chưa tụi em? Vậy thì 60 chia 30 nó sẽ ra 2, vậy chu kỳ là 2. Đấy, câu 4 là câu A. Câu 5, tần số gốc là omega. Omega sẽ có đơn vị là radian nha tụi em. Omega sẽ có đơn vị là radian trên giây nha. Omega là tốc độ gốc mà, tức là nó quét được bao nhiêu radian trên giây á tụi em. Đáp án sẽ là câu D, được chưa? Rồi tiếp câu 6 nè tụi em. Nếu bỏ qua lực cản nè, chuyển động nào sau đây là dao động tự do? Dao động tự do là dao động chỉ xét nội lực thôi, được chưa tụi em? Và chu kỳ dao động á, nó chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ. Câu A, một con muỗi đang đập cánh. Câu B, tòa nhà rung chuyển. Câu C, mặt trống rung động sau khi gõ. Câu D, bông hoa rung rinh trong gió nhẹ. Thì tụi em nghe thầy nói nè. Chỉ có cái câu C này nè tụi em. Chỉ có cái mặt trống rung động sau khi gõ này nè, là nó là dao động tự do thôi. Tức là khi mà tụi em gõ cho cái trống một cái, tức là tụi em tác dụng cái lực ban đầu, thì chưa, để cho cái màn trống nó dao động á tụi em. Thì sau khi mà tụi em gõ xong rồi thì cái màn trống nó sẽ dao động tự do. Đấy, đáp án sẽ là câu C. Còn cái câu A này nè, có con muỗi đang đập cánh á, là nó có chịu tác dụng của cái lực cơ. Cái lực do cái cơ của cánh con muỗi nó tác dụng lên. Câu B cũng vậy tụi em. Câu B á, khi mà tòa nhà rung chuyển á, nó có những cái lực của địa chấn, được chưa? Câu D, khi mà bông hoa rung lên trong gió nhẹ thì tụi em biết những cái gió nó thổi thì nó sẽ thổi theo những cái, nó sẽ có những cái lực, đúng không? Nó sẽ có những cái lực thỉnh thoảng theo. Đấy, những cái lực nhẹ giao những cái lực nhẹ và thỉnh thoảng nó sẽ đi theo, được chưa? Dẫn đến nó làm bông hoa rung rinh. Cho nên đáp án câu 6 phải là câu C nha tụi em. Rồi, câu 7 nè. Một bạn học sinh quan sát thấy con lắc đồng hồ, quả lắc thực hiện được 20 dao động trong 30 giây. Dao động của con lắc đồng hồ có đặc điểm nào sau đây? 20 dao động trong 30 giây, thì làm giống hồi nãy thôi. Người ta hỏi tần số đúng không tụi em? Bây giờ mình cứ làm từ từ thôi nha tụi em. Nghe thầy nói nè. 20 dao động trong 30 giây, bây giờ hãy tính chu kỳ đi, thì làm giống ở trên nha. Đấy, chu kỳ sẽ bằng tổng thời gian chia tổng dao động, đúng không tụi em? Là 30 giây nè, chia cho 20 nè, vậy chu kỳ là 1.5. Đấy, vậy suy ra tần số F sẽ là bằng 1 phần T, tức là cỡ bao nhiêu đây thì bấm cho các bạn coi nha. 1 chia cho 1.5, đấy, nó là 0.66 đó, tức là người ta làm tròn 0.7 đó tụi em, thấy không? Đấy, gần bằng 0.7. Rồi, nhưng mà bây giờ các bạn chọn điều hòa hai tuần hoàn tụi em nhớ nè nha. Thì cái con lắc đồng hồ á tụi em, tức là sau những khoảng thời gian bằng nhau á, nó sẽ lập lại trạng thái cũ, thì đây là dao động tuần hoàn nha, không phải điều hòa nha tụi em. Thì chưa thể kết luận là điều hòa được, cho nên đáp án đúng nhất phải là câu D.
Được chưa? Cái dao động điều hòa nó phải kèm theo điều kiện đó là cái phương trình biểu diễn ly độ của nó là phải theo một cái hàm sin và cosin. Được chưa tụi em? Đó. Cho nên câu 7 phải là câu D. Rồi, câu 8 nào. Một vòng dao động điều hòa có chu kỳ T là 2 giây nè. Biên độ A là bằng 10 nè. Khi vật cách vị trí bằng 6 cm, cái này là x. Tốc độ của vật là, ok, mình dùng công thức thôi tụi em. V sẽ bằng là omega nhân căn của A bình trừ x bình. Đó, cái này là công thức thôi. Bạn áp vô nha. Chu kỳ T là 2 giây, vậy thì omega sẽ bằng 2π chia T. Đó, vậy thì omega sẽ là bằng mấy tụi em? Omega sẽ là π. Đấy. Được chưa? Các bạn tự thay vô nha. Thì bấm luôn cho nó nhanh. À, đây, thì bấm luôn nha tụi em. À, omega là pi nè. Omega là pi nè. Rồi, nhân cho căn của A bình. A bình là 10 bình. Trừ x bình là trừ 6 bình phương. Đấy, nó là 8 pi đó tụi em. 25,13. Được chưa? Đáp án là câu C. Ha. 25,13 nha tụi em. Được chưa? Câu số 19. Là một câu trong sách kết nối tri thức. Một chất điểm M chuyển động tròn đều trên một đường tròn bán kính là R, tốc độ là omega. Hình chiếu của M lên đường kính là một dao động điều hòa có gì tụi em? Đây, cái này là mối quan hệ của chuyển động tròn đều và dao động điều hòa. Nhớ chưa tụi em? Hình chiếu của điểm M lên đường kính chính là một dao động điều hòa và nó sẽ có biên độ đúng bằng R, đúng bằng bán kính của đường tròn. Đấy chưa? Câu số 10. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x bằng 5 cos 10 pi t cộng pi chia 3. Ly độ của vật khi dao động bằng pi là, nghe thầy nói nè, người ta hỏi các bạn là ly độ dao động, ly độ của vật khi pha dao động bằng pi, mà các bạn nhớ không, pha dao động là nguyên cái đống đứng sau hàm cos này nè. Đó, tức là các bạn sẽ có x bằng 5 nhân cos, nguyên cái đống này là pi. Bây giờ thì các bạn bấm máy tính nó sẽ ra là trừ 5. Đáp án sẽ là câu B. Được chưa tụi em? Tiếp câu 11. Một chất điểm dao động điều hòa trong 10 dao động đi được quãng đường 120 cm, người ta hỏi quỹ đạo. Quỹ đạo là L đó. Rồi. À, nghe thầy nói nè. Mấy bạn biết á là trong một chu kỳ hay là một dao động á tụi em, một chu kỳ thì quãng đường mà vật đi được sẽ luôn là 4A. Cái này thầy dạy cái bài quãng đường rồi nha. Được chưa? Một chu kỳ thì vật sẽ luôn đi được quãng đường là 4A. Vậy bây giờ 10 dao động tức là 10 chu kỳ. 10 chu kỳ thì sẽ đi được một cái quãng đường S là bằng 10 lần của 4A. Đó, và cái quãng đường S này là bằng 120 nè tụi em. Thấy chưa? Thì các bạn suy ra được A đúng không? Từ cái này các bạn suy ra được A bằng mấy? A là bằng 3 cm, đúng không tụi em? 10 nhân 4 là 40, 120 chia 40 là 3. A là bằng 3 cm thì suy ra chiều dài quỹ đạo là bằng 2 lần A. Đó, vậy nó sẽ ra là 6 cm. Đáp án sẽ là câu A. À, trong quá trình mà các bạn xem, các bạn không hiểu cái phần nào, các bạn nhắn tin thầy nha, để thầy gửi cái video các bạn xem lại. Câu 12. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x bằng 6 cos 10 pi t cộng pi chia 3. Ly độ của cái câu này giống câu trên mà. Ly độ khi pha bằng cái này là, ok, pha là cái này nè. Nguyên cái đống đứng sau hàm cos là pha dao động. Được chưa? Tức là thầy sẽ có ly độ là x á. Người ta hỏi ly độ là hỏi x nha tụi em. X bằng nè 6 nè, thấy không? Nhân cos nè. Đây, nguyên cái đống nó sẽ làm cos này á, nó là trừ pi chia 3, thì thay vô cos của trừ pi chia 3. Cos của trừ pi chia 3 hả tụi em? Cos của trừ pi chia 3 là 1/2, tức là nó sẽ ra là 3 cm. Đáp án sẽ là câu A. Thấy chưa? Mấy câu này nó đơn giản mà. Câu này người ta cho hỏi cho còn non á. Ví dụ người ta hỏi trạng thái nó sẽ khó hơn tụi em. Ví dụ tại vì trạng thái nó biết là mình phải tìm thêm chiều chuyển động nữa. Thì ra cái này các bạn chỉ cần tìm ít thôi thì nó dễ quá. Câu 13. Vector vận tốc của vật, ui cái này dạ hoài, vector vận tốc luôn cùng chiều chuyển động với vật. Đáp án sẽ là câu B. Câu 14. Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T, chọn góc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm nào? Đây nhớ nè, góc thời gian là lúc T bằng 0 á, là ban đầu là vật ở cân bằng. Với tụi em dễ chọc qua đi cho tụi em dễ hình dung. Đó, tức là lúc đầu vật nó đang cân bằng là vật ở đây nè tụi em. Rồi, vận tốc của vật bằng 0 thì bằng 0 nó phải đi qua biên, biên nào cũng được nha tụi em, tại vì tại hai biên là vận tốc bằng 0 mà. Đấy thì cứ coi như nó đi qua biên dương đây nha. Rồi. À vậy thì bây giờ lúc đầu là ở đây đúng không? Bây giờ đi tới biên dương nè, là vận tốc chỗ này bằng 0 nè. Đó, người ta hỏi tụi em là cái thời điểm nào thì dễ quá, từ cân bằng mà qua biên dương đoạn này là T/4. Cái này là trục thời gian thôi, đáp án sẽ là câu D. Thì giờ cái này là trục phân bố thời gian thì dễ rồi. Câu 15.
một chất điểm dao động điều hòa với phương trình ly độ x bằng 2 cos 2 pi t cộng pi chia 2 tại cái thời điểm t bằng 1/4 giây, chất điểm của ly độ là tại thời điểm t bằng 1/4. Các bạn thấy cái t vô đây thôi. Mấy câu này đơn giản mà tụi em, thấy cái t vô đây bấm máy tính thôi nha tụi em. Tại thời điểm t bằng 1/4 giây, chất điểm của ly độ là đấy. Còn các bạn muốn làm cái level cao hơn thì các bạn thay cái t vô cái pha thôi nha, để các bạn biết được nó đang đi theo chiều nào nữa. Được chưa? Còn các bạn thay t vô nguyên cái phương trình x này là các bạn chỉ tính được x nó bằng bao nhiêu thôi. Đấy, thì cái cách đó nó hơi non, nhưng mà thôi thầy cứ làm cái kiểu cơ bản đi. 2 nhân cos nè. 2 nè. Pi nè, các bạn thấy không? Nhân 1/4 nè. Đấy. Người ta cho sao thầy bấm y chang vậy thôi, cộng pi chia 2 nè. Được chưa tụi em? Lấy nó ra trừ 2 thấy không? Bạn này đơn giản quá. Trừ 2 nha. Rồi, xong, câu 16. Một vật dao động điều hòa biết phương trình vận tốc. Ok, đây là phương trình vận tốc, đọc kỹ nha. Phương trình là phương trình vận tốc nha tụi em. Phương trình dao động của chất điểm, cho phương trình vận tốc, hỏi phương trình x thì bài này dễ lắm. Các bạn biết nè, vận tốc sẽ sớm pha hơn ly độ x, một góc là pi chia 2. Các bạn nhìn nè, đây là pha của V, pha ban đầu của V là pi chia 6. Đúng không? Vậy thì thầy sẽ có được là pha ban đầu của x sẽ bằng pha ban đầu của V trừ đi pi chia 2. Tại vì V sớm pha hơn x mà. Bây giờ các bạn muốn tìm x, các bạn phải lấy V trừ đi lại cho pi chia 2. Hiểu chưa? Rồi, vậy thì pi phần 6 mà trừ đi pi phần 2. Pi phần 6 trừ pi phần 2 nó ra bao nhiêu các bạn nhỉ? 1/6 trừ cho 1/2 nó ra là trừ pi chia 3. Vậy thì mình loại được câu. Ủa, chọn được luôn rồi. Trừ pi chia 3 thì các bạn loại luôn hết rồi tụi em. Chọn được câu này luôn rồi. Đấy, ví dụ mà nó cho thêm một câu đáp án có trừ pi chia 3, nó bây giờ tìm tiếp tìm sao thì nghe thầy nói nè, bây giờ phải tìm cái biên nè, cái biên độ nè. Thì nghe thầy nói nè, cái này là Vmax nè. Đứng trước hàm cos là giá trị cực đại, nghe chưa? Thì cái này là hàm V, thì đứng trước hàm cos là giá trị cực đại của V, tức là đây là Vmax. Cái này là omega nè. Tụi em biết công thức Vmax á thì bằng omega nhân A, đúng không? Có Vmax rồi, có omega là tìm được A. Thấy chưa? A sẽ bằng Vmax chia omega thì 20 pi chia 2 pi ra 10. Đấy, nếu mà người ta cho thêm một đáp án không loại hết á, các bạn người ta cho thêm một đáp án trừ pi chia 3 nữa thì các bạn phải làm tiếp, thì làm ra cái đáp án 10, chọn câu A. Xong. Rồi, có 17 tụi em. Một vật dao động điều hòa có phương trình x như thế này, thời gian ngắn nhất để vật đi từ x1 đến x2. Tụi em nghe này nha, nhìn kỹ nè, biên độ A là bằng 5 nè, thấy không? Trừ 2/5 là trừ A chia 2, tức là vị trí x1 là vị trí trừ A chia 2. Đi đến vị trí x2, 5 căn 3 chia 2 là vị trí A căn 3 chia 2. Bài này dùng chục thời gian thôi tụi em ơi, dễ là ra rồi. Dễ là ra rồi. Đây, cân bằng biên dương, đúng chưa? Biên âm, rồi. Trừ A chia 2 là chỗ này. Chỗ này là trừ A chia 2. A căn 3 chia 2 là chỗ này. Nó đi từ đây tới đây. Rồi, chục thời gian thôi tụi em. Chục thời gian thôi. Từ trừ A chia 2 nè, mà tới cân bằng O, đoạn này là T chia 12 nè. Được chưa? Rồi, từ cân bằng O mà qua vị trí A căn 3 chia 2. Đây là A căn 3 chia 2. Thì đoạn này là T chia 6 nè. Đấy, tóm lại cộng 2 này lại thì suy ra thời gian mà vật đi á tụi em là T chia 12 cộng T chia 6 thì nó sẽ là T phần 4. Các bạn tính chu kỳ đây nha. Omega là 4 nè, đúng không? Vậy thì chu kỳ T sẽ bằng 2 pi chia omega. Thấy chưa? Thì 2 pi mà chia cho 4 pi sẽ ra 0.5 giây. Các bạn thay vô đây, T là 0.5 giây nha. Vậy thì 0.5 mà chia 4 nó sẽ ra, không có năng cho 4 ra bao nhiêu tụi em, ra 1/8. Được chưa? Đáp án là câu C. Đấy, các bạn thấy cái bài này, những bài này nó dễ không? Thầy dạy hết rồi. Câu 18 này, chọn phát biểu sai nha tụi em. Cơ năng của một dao động điều hòa bằng câu A, động năng của vật khi qua vị trí cân bằng. Động năng khi qua cân bằng thì các bạn biết á, là động năng cực đại. Tại vì sao? Tại vì đi qua cân bằng thì vơi mắt mà tụi em. Đúng không? Khi mà đi qua cái vị trí cân bằng này nè thì tốc độ cực đại mà. Mà tụi em biết động năng thì bằng 1/2 m V bình. Đấy thì V max thì động năng max. Đó, tóm lại tại cân bằng các bạn nhớ luôn là động năng cực đại. Rồi, cho nên câu mà khi mà động năng cực đại nó sẽ chính bằng luôn cơ năng. Đó, thấy chưa tụi em? Cho nên câu A đúng. Người ta kêu chọn câu sai nè, cho nên không chọn nha. Câu B, tổng động năng và hế năng ở cái thời điểm bất kỳ. Đúng rồi.
Cơ năng thì bằng tổng động năng cộng thế năng ở cùng một thời điểm bất kỳ mà tụi em. Nha, nhớ là phải cùng một thời điểm nha. Câu C, thế năng. À quên, chọn câu sai mà. Cái câu này đúng cho nên không chọn, thầy xin lỗi. Câu này đúng nha. Nè, đúng nè, đúng nè. Rồi, câu C, thế năng của vật ở biên. À, đúng rồi, câu C á tụi em khi mà ở hai cái vị trí biên này nè, khi hai cái vị ở hai cái vị trí biên này á, thì thế năng sẽ cực đại. Đúng chưa? Hai ở vị trí biên này thế năng cực đại. Mà thế năng cực đại á nó chính bằng cơ năng. Đúng chưa? Cơ năng bằng thế năng của vật ở vị trí biên, câu này cũng đúng cho nên câu sai sẽ là câu D. Câu sai sẽ là câu D nha tụi em, động năng ở thời điểm ban đầu là sai. Được chưa? Cái thời điểm ban đầu là biết cái thời điểm nào đâu mà biết động năng bằng cơ năng. Đúng không tụi em? Động năng nó chỉ bằng cơ năng khi tại vị trí cân bằng thôi. Được chưa? Rồi, xong. Câu 19. Khi nói về dao động điều hòa, phát biểu này sẽ là đúng. Câu A, khi vật ở biên thì gia tốc bằng 0. Sai. Ở biên thì gia tốc cực đại hoặc cực tiểu. Đúng chưa tụi em? Ở biên âm thì cực đại, ở biên bởi dương biên dương thì gia tốc cực tiểu. Câu B, vector gia tốc của vật luôn hướng về cân bằng. Chính xác. Chọn câu này luôn. Thì vậy rồi, vector gia tốc A luôn hướng về vị trí cân bằng, được chưa? Cho nên câu C này sai, câu D cũng sai. Đấy, tụi em tự xem nha, nó sai chỗ nào các bạn tự xem. Rồi, tiếp câu 20. Đồ thị biểu diễn gia tốc theo ly độ A nha. Gia tốc là A, ly độ là X, nhớ không? Công thức A thì bằng trừ omega bình nhân X. Cái dạng này thầy dạy rồi nè. Đồ thị liên hệ giữa gia tốc và ly độ là một đoạn thẳng cắt trục tọa độ và nó phải dốc xuống, nhớ chưa? Nó phải là câu C nha. Đồ thị gia tốc theo ly độ là một cái đoạn thẳng cắt trục tọa độ ha. À, cắt góc tọa độ, thầy xin lỗi, cắt góc tọa độ O và phải hướng xuống nha tụi em, nó phải dốc xuống như thế này nè. Đấy. Rồi, xong câu 21. Một câu trong sách Chân trời sáng tạo nè. Hai vật dao động điều hòa có ly độ được biểu diễn như hình vẽ. Rồi, phát biểu nào dưới đây mô tả đúng tính chất của hai vật? Câu nào đây tụi em? Câu biểu là sẽ đây mô tả đúng tính chất của hai vật. Rồi, nhìn nha, nhìn đồ thị nha, thầy chỉ rất là nhiều rồi. Các bạn nhớ xem kỹ cái video độ lập pha của thầy nha, nhìn nè, thầy xét ở một cái thời điểm này. Các bạn lựa cái thời điểm nào mà nó đẹp đẹp á, nó có vị trí đặc biệt á. Ví dụ cái thời điểm này các bạn nhìn nè. Cái thằng màu X1 là cái thằng màu nét đậm nè, nó đang ở cân bằng. Thấy không? Còn cái thằng X2 á nó đang ở biên dương nè, tụi em thấy không? Một thằng ở cân bằng, một thằng ở biên thì đây là dương pha. Đấy, vậy hoài. Một thằng ở cân bằng, một thằng ở biên thì là dương pha, cho nên loại câu A đi. Loại câu C đi. Được chưa? Rồi, bây giờ muốn biết nó cùng tần số hay không á thì các bạn nhìn hai cái đỉnh của nó, đây nè. Mà nhìn cho thầy nha, chịu khó nhìn nha tụi em. Đây, nhìn nè. Nè, cái đỉnh của thằng màu xanh qua cái thằng màu, đỉnh của cái thằng màu lợt lợt này nè, qua cái thằng lợt này là của X2 đó. Các bạn thấy không? Cái đoạn này á, là cái chu kỳ T2 của nó. Đoạn này là chu kỳ T2 của nó. Rồi, còn cái đỉnh của thằng màu đen này nè, qua cái thằng màu đen đậm này nè, là thằng X1. Thì các bạn thấy không? Cái này nè, cái đoạn này nè, đây thầy ghé cái màu khác đi, cái đoạn này nè, là cái chu kỳ T1 của nó. Thì các bạn thấy rõ ràng hai đoạn này bằng nhau mà. Hai đoạn này bằng nhau thì cùng chu kỳ, mà cùng chu kỳ thì sẽ cùng tần số. Cho nên các bạn chọn câu B nha. Đây là hai dao động cùng tần số nha tụi em. Hoặc là các bạn nhìn cái háng của nó cũng được. Bữa thầy chỉ rồi, các bạn nhìn hai cái háng á nè. Các bạn nhìn nè, cái thằng màu nét lợt nè. Đây các bạn thấy không? Cái háng của nó là như đây. Đúng không? Còn cái thằng màu nét đậm nè, cái háng của nó nè cũng là như đây, thấy không? Đấy thì nó bằng nhau thôi tụi em. Thấy không? Hai đoạn này bằng nhau nè. Đấy. Được chưa? Nhìn cái háng của nó cũng được nha tụi em, nhìn hai đỉnh hoặc là nhìn hai háng, đấy, cái nào cũng được. Rồi, câu 22. Câu 22, một vật dao động điều hòa với biên độ, đây, biên độ là A nè tụi em. À, gốc thế năng tại cân bằng nha, tại vị trí vật có ly độ X bằng 5, X nè. Tỷ số giữa thế năng và động năng, đọc kỹ nha. Ui rồi ôi, A bằng 10, X bằng 5 thì đây là vị trí X bằng A chia 2, đây là vị trí đặc biệt. Bạn nào mà học kỹ là nhớ luôn rồi, không cần phải làm nữa đâu. Thầy dạy kỹ lắm rồi. Đây là cân bằng, đây là biên dương nè, đây là biên âm nè. Tại cái vị trí trừ A chia 2 đó tụi em, với lại cái vị trí A chia 2 này nè, thì thật ra tại hai cái vị trí này á là vị trí đặc biệt mà, thì động chỗ này nè là cái chỗ mà động sẽ bằng 3 lần thế. Đó. Thầy kêu tụi em là những cái vị trí đặc biệt là phải nhớ luôn để mình làm cho nó nhanh. Vì đa phần bài tập người ta cho vị trí đặc biệt thôi. Vậy thì động bằng 3 lần thế. Vậy thì nếu mà là tỷ số giữa thế năng chia động, vậy thì thế năng mà chia động năng sẽ ra là 1/3. Đáp án sẽ là câu B.
Đấy, còn bây giờ làm từ từ thì làm sao? Ví dụ đi thi mà gặp con này làm tự luận thì làm sao? Thì bây giờ làm như thế này. X bằng A chia 2, đúng không tụi em? X bằng A chia 2, nghe thầy nói nè. Bây giờ thầy cần tìm tỉ số giữa thế năng và động năng. X bằng A chia 2, bây giờ thầy sẽ tìm cái tỷ lệ giữa thế năng và cơ năng đi. Nè, nghe thầy nói nè. Thế năng nè, chia cơ năng nè. Thế năng thì bằng 1 phần 2K X bình. Thầy x vô luôn nha. X là A chia 2 nè, tức là 1 phần 2K nhân A phần 2 tất cả bình. Rồi, còn cơ năng thì bằng 1 phần 2K nhân A bình. Thì tụi em thấy 1 phần 2K và 1 phần 2K chém, đúng không? Cái này nó bằng cái gì? Đây, cái này nó bằng cái gì? 1 phần 2K và 1 phần 2K chém nè. Ở trên là A bình, dưới là A bình chém, chỉ còn là 1 phần 2 tất cả bình thôi, thì ra 1 phần 4. Thấy không? Thế năng chia cơ năng bằng 1 phần 4, tức là thế năng sẽ bằng 1 phần 4 lần cơ năng. Thế năng mà chiếm 1 phần thì động năng sẽ chiếm 3 phần, đúng không tụi em? Đấy, suy ra động năng sẽ chiếm 3 phần 4 lần cơ năng. Tại vì động năng cộng thế năng bằng cơ năng mà. Vậy thì các bạn lấy cơ năng các bạn chia làm 4, đúng không? Thế năng chiếm 1 thì động năng chiếm 3. Đấy, thì động năng bằng 3 lần thế. Đó, động năng 3 lần thế. Được chưa? Vậy suy ra thế năng chia cho động năng thì bằng 1 phần 3. Đấy, làm kiểu nào cũng được. Được chưa? Rồi, câu 23. Một con lắc đơn có dây treo dài 50cm, vật nặng có khối lượng là 1kg. Rồi, vật di động có biên độ góc là alpha 0. Ok, tính năng lượng di động toàn phần. Năng lượng di động toàn phần chính là cơ năng á, thì có hai công thức tính. Cơ năng con lắc đơn sẽ có hai công thức tính nha tụi em. Một là bằng mgl nhân cho cos alpha, nhân cho 1 trừ cos alpha 0. Đấy, 2 á tụi em là bằng 1 phần 2 mgl nhân alpha không bình. Cái công thức này nè chỉ đúng cho trường hợp là góc nhỏ thôi. Được chưa? Thì cái góc này nó nhỏ rồi nè, tụi em thấy không? 0.1 Rayan là nó chỉ cỡ có vài độ thôi, tụi em tự xét nha. Được chưa? Cho nên bài này thì các bạn dùng công thức nào cũng được. Còn nếu mà cái con lắc đơn mà người ta cho góc lớn á, tụi em phải dùng công thức này nha, tại vì dùng công thức này nó sai á. Cái công thức này chỉ đúng cho cái trường hợp góc nhỏ thôi. Công thức này nè, chỉ đúng trong trường hợp là góc con lắc nó dao động với góc nhỏ bé hơn 10 độ thôi nha tụi em. Đó, thì bài này các bạn dùng công thức nào cũng được. Phải dùng luôn công thức này đi. Bằng 1 phần 2, M là 1kg nè, G là 10 nè. Hay vô thôi, alpha không bình là 0.1 bình phương. À, thì thiếu L rồi, L là 50cm, đổi đơn vị nha. 50cm là 0.5m. Đấy, chỗ này phải nhân 0.5 nữa nè. 1 phần 2 nè, nhân 0.5. Đấy, được chưa? 1 phần 2 MGL đấy, được chưa? L thì, M thì bằng 1 rồi, khỏi ghi nữa. Rồi, bấm ra. Đấy, nó ra là 0.025 nha tụi em. Nó sẽ ra là 0.025 joule nha. Đáp án sẽ là câu C. Được chưa? 23C. Rồi, câu 24 tụi em. Đồ thị biểu diễn ly độ thời gian của một vật được mô tả như hình vẽ. Ôi, cái đồ thị đẹp quá. Tốc độ khi vật qua vị trí có động năng cực đại là nhớ không tụi em? Động năng cực đại nãy thầy dạy là mấy câu đó. Động năng cực đại khi vật ở cân bằng đó, tức là khi mà vật ở vị trí cân bằng. Tại vì ở vị trí cân bằng thì V max tụi em, V max thì động năng nó cực đại. Okay, hiểu chưa? Tức là các bạn tìm cái V, tốc độ của vật khi mà nó qua cân bằng thôi. Thì thật ra đó chính là V max á, đúng không? Mình đang tìm V max. Đấy, khi mà qua cân bằng nè, khi mà qua vị trí cân bằng nè thì V tốc độ cực đại. Thấy chưa? Mà tụi em biết V max công thức thì bằng omega nhân A, bây giờ phải tìm omega và tìm A. Thì nhìn đỉnh đồ thị là A nè. Nè. Đỉnh đồ thị nè, thấy chưa? Thì A là bằng 20. Đây, A là bằng 20 nè. Rồi, bây giờ muốn tìm omega các bạn phải dựa vào chu kỳ, phải tìm chu kỳ. Thì chu kỳ các bạn phải dựa trục thời gian nè, thấy không? Người ta cho các bạn số này là 1.5. 1.5 tức là chỗ này là 3 ô đúng không tụi em? 1 2 3, 3 ô là 1.5. 3 ô là bằng 1.5, vậy thì 1 ô là bằng 0.5. Rồi các bạn nhìn coi chu kỳ là từ đỉnh qua đỉnh nè, thấy không? Chu kỳ là đỉnh qua đỉnh nè. Là mấy ô? 1 2 3 4, chu kỳ là 4 ô. Chu kỳ là 4 ô. 1 ô là 0.5, vậy thì 4 ô sẽ ra 2 giây.
chu kỳ là 2 giây, vậy thì omega là bằng 2pi chia t. Vậy nó chỉ ra là mấy tụi em? 2 chia 2 là còn 1, vậy nó sẽ ra là pi. Nghe chưa? Vậy thì suy ra Vmax là bằng omega là bằng pi nhân A là nhân 20. Dùng máy tính bấm cái này ra. Đấy, 20 nè, 20 pi nè. 62,83, 62,8, đáp án là câu D. Được chưa? Nói đơn giản thôi mà tụi em. Câu số 25. Dao động mà biên độ của vật giảm dần theo thời gian là dao động tắt dần, đúng không? Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. Biên độ giảm dần dẫn đến cơ năng cũng sẽ giảm dần, đúng chưa? Rồi câu 26. Trong những dao động tắt dần sau, trường hợp nào tắt dần nhanh có lợi? Đương nhiên là câu B nè tụi em, đúng không? Đây là bộ phận giảm sóc của xe máy nè, để khi mà tức là khi mà tụi em chạy qua những cái nơi mà nó dằn á tụi em. Được chưa? Thì khi mà cái dao động tắt dần nhanh đó là cái xe nó sẽ đỡ sốc, đúng không? Thì mình sẽ chạy nó êm ái hơn. Cho nên cái trường hợp sẽ câu B là có lợi nha tụi em. Nha. Được chưa? Còn cái câu A á, câu A là dao động của con lắc đồng hồ nè, nếu mà nó tắt dần nhanh thì nó sẽ mất năng lượng nhiều, các bạn tốn pin nhiều đó. Được chưa? Tương tự câu C với câu D cũng vậy. Tóm lại là có lợi thì nhìn là biết câu B rồi tụi em. Được chưa? Dao động tắt dần nhanh mà có lợi thì nó phải là câu B ha. Rồi, xong. Câu 27. Một con lắc lò xo thực hiện dao động tắt dần mỗi chu kỳ giảm 2%. Nghe thầy nói nè, mỗi chu kỳ biên độ giảm 2%, tức là còn lại 98%. Còn lại 98%, mà 98% là 98 chia 100 á. 98 chia 100 tức là 0,98 á. Tức là biên độ lúc đầu là A, đúng chưa? Lúc sau chỉ còn lại là 0,98A thôi. Đó, thì cái bài này thầy có chỉ cái mẹo giải nhanh rồi nha. Đây, à, tụi em biết nè, cơ năng thì bằng 1/2k nhân A bình. Cho nên các bạn thấy không, cơ năng tỷ lệ với bình phương biên độ. Nên là năng lượng á, năng lượng tỷ lệ với bình phương biên độ. Năng lượng nè sẽ tỷ lệ với bình phương biên độ. Tức là nếu mà biên độ tăng 2 lần thì cơ năng sẽ tăng 4 lần, hiểu không? Bình phương lên. Vậy bây giờ nghe thầy nói nè, biên độ lúc đầu là A, lúc sau chỉ còn là 0,98A thôi. Cho nên suy ra phần trăm cơ năng còn lại để bằng 0,98 bình phương. Đó, cái này thầy dạy rồi. Mấy cái này là mấy cái mẹo để tụi em làm nhanh thôi, tại vì mình làm trắc nghiệm mà. Đấy, tụi em bấm cái này ra, nó sẽ là 0,9604, đúng không? 0,9604. Đây thì nè, 0,98 bình phương nè. Đấy, 0,9604, tụi em thấy không? 0,9604 tức là cỡ 96% tụi em. Đấy, đáp án là câu A. Được chưa? Rồi, tiếp câu 28. Câu 28 là tụi em, một chất điểm dao động điều hòa hàm cosin có gia tốc biểu diễn như hình vẽ sau. Lý độ của vật ở thời điểm T là 0,5 giây là. Ok, đây là phương trình gia tốc nha tụi em. Đây, đồ thị này, đồ thị của gia tốc, em thấy không? Đồ thị của gia tốc. Rồi, bây giờ mình muốn tìm lý độ, đúng không? Muốn tìm x thì các bạn phải tìm omega. À, làm như thế này đi tụi em. Các bạn nhìn đồ thị luôn nè, nhìn nè. Tại thời điểm T bằng 0,5 giây, nhìn nè nha, nè, không nhìn nè, thấy không? Nè, 0,5 giây nè, thì các bạn thấy không? Nè, chỗ này là 0,5 nè. Thì chiếu lên đồ thị là đồ thị đã ở đỉnh. Đồ thị đang ở đỉnh, tức là gia tốc đang là cực đại, thấy không? A max đang bằng 2, thấy không? Đó, tức là lúc T bằng 0,5 giây. A đang bằng 2 mét trên giây. Rồi, mà các bạn biết nè, công thức A thì bằng trừ omega bình nhân x, tức là bây giờ mình lại phải đi tìm omega. Đấy, thì bây giờ các bạn cũng tìm bình thường thôi. Đấy, chu kỳ là từ đỉnh qua đỉnh nè. Đấy là một chu kỳ, thì em nhìn đi. Chu kỳ là đoạn này nha, nhìn kỹ nha, đoạn này nè. Thì là 2,5 trừ 0,5 nha tụi em. Đoạn này nè, thấy không? Thì 2,5 trừ 0,5 thì chu kỳ là 2 giây. Chu kỳ là 2 giây thì omega sẽ là bằng pi. Đó, các bạn thay vô. Thay vô đây nha, suy ra. Nè, A là bằng 2. Đổi đơn vị nha tụi em, 2 mét trên dây bình, tức là bằng 200. 200cm trên dây bình. Rồi, A thì bằng trừ omega bình. Omega bình là pi bình nhân x. Đó, từ cái này các bạn tính được x. À, các bạn để ý người ta cho pi bình là 10 nè, thấy không? Vì cái chỗ này tụi em thay là số 10 vô đây luôn nha. Đấy, vậy thì suy ra thầy sẽ có x là bằng trừ 200 chia 10, sẽ ra là trừ 20. Đáp án sẽ là câu C. Được chưa tụi em nha? Đấy, nó cũng đơn giản thôi mà. Rồi, bây giờ tới phần tự luận nào.
Rồi, câu đầu tiên này tụi em, câu 1, xét một vật dao động điều hòa trong một chu kỳ dao động vật đi được quãng đường 20 cm. Nhớ nha, một chu kỳ quãng đường là 4A nha tụi em, cái này chính là 4A đó. S là bằng 4A là bằng 20 cm. Được chưa? Các bạn suy ra được A luôn nha, suy ra được A là bằng 5 cm nhé tụi em. Một chu kỳ thì quãng đường sẽ luôn là bằng 4A, đúng chưa? Trong 2 phút vật thực hiện được 120 dao động. 2 phút là 120 giây. Được chưa tụi em? Vậy thì cái dự kiện này các bạn sẽ tìm được chu kỳ nè. Tại vì công thức chu kỳ á sẽ bằng là chu kỳ là thời gian vật thực hiện một dao động. Vậy bây giờ các bạn lấy thời gian, các bạn chia cho số dao động, đó nó sẽ ra được là thời gian vật thực hiện một dao động chính là 1 giây luôn. Đấy, chu kỳ là 1 giây thì omega sẽ là bằng 2 pi chia t. Thì nó sẽ ra là 2 pi. Rồi, đọc tiếp coi nào. Tại thời điểm ban đầu, vật đi qua vị trí của ly độ 2,5 cm, nghe thầy nói nè, A bằng 5. Vậy thì đây là x bằng 2,5 nè, 2,5 chính là vị trí A chia 2 và đang đi theo, đang hướng về cân bằng. Tụi em biết nè, nó đang có ly độ dương mà. Nhìn lên đây thầy chỉ nè nha. Đây nè, đây là cân bằng nè, nó đang vật đang đây là biên dương, vật đang là vị trí x bằng A chia 2, A chia 2 là chỗ này nè. Thì ly độ dương mà nó muốn đi về cân bằng nó phải đi theo chiều âm tụi em. Đó, tức là vật sẽ đi theo chiều âm nha. Rồi, bây giờ viết phương trình thì mà các bạn cần phải tìm A, omega và phi. Thì bây giờ A có rồi, omega có rồi, bây giờ phải tìm phi nữa là xong. Mà muốn tìm phi phải xác định vào lúc t bằng 0 nha. Tại vì tụi em đọc nè. Nè, tại thời điểm ban đầu lúc t bằng 0 nè, tức là lúc t bằng 0 là vật có vị trí x bằng A chia 2 và đi theo chiều âm. Đấy, thì theo đường tròn pha các bạn nhờ. Theo đường tròn pha. Đây, theo đường tròn pha. Theo đường tròn pha các bạn sẽ có chỗ này là cân bằng nè. Đúng chưa? Nè, A chia 2 là chỗ này. Đấy, A chia 2 là chỗ này. Thì A chia 2 á, tụi em, A chia 2 mình đi theo chiều âm cho nên các bạn phải chọn pha vuông nha. Tức là cái điểm pha của nó là điểm này nè. Thì cái góc này các bạn nhìn mắt thường cũng thấy, góc này là 60 độ nè tụi em. 60 độ thì chỗ này là pi chia 3. Thấy chưa? Tức là si ra pha ban đầu phi sẽ là pi chia 3. Được chưa tụi em? Đấy, đây là dùng đường tròn ha. Rồi, vậy thì các bạn sẽ có được si ra nha. Các bạn sẽ có được cái phương trình ly độc x sẽ bằng A là bằng 5 nhân cos nè. Omega là mấy? Omega là 2 pi nè, 2 pi t nè. Cộng cho phi là cộng pi chia 3. Đấy. Ok, cũng có mấy bạn hỏi thầy là nếu mà không dùng đường tròn thì sao? Tức là giáo viên của tụi em á không cho tụi em dùng đường tròn á, thì bây giờ tụi em phải giải lượng giác nha. Nghe thầy nói nhanh là thầy bôi nha. Thật sự là thầy cũng không thích kiểu này đâu tụi em. Không thích cái kiểu mà dùng giải lượng giác đâu, nghe chưa? Mình đang học lý mà. Nè, đây nè, nếu mà thầy cô tụi em không cho dùng đường tròn á thì các bạn phải làm như thế này. Đây, các bạn có x là bằng 2,5, thấy không? Các bạn thay vô thẳng vô cái phương trình này luôn, tức là các bạn sẽ có x là bằng 2,5. Được chưa? Bằng A là bằng 5 nè. Nhân cos nè. Nghe thầy nói nè nha. Các bạn cần tìm phi đúng không? Cái phương trình nó sẽ có dạng, phương trình dao động điều hòa sẽ có dạng x bằng A nhân cos omega t cộng phi. Đúng chưa? Các bạn cần tìm phi, tức là các bạn cần phải xác định lúc t bằng 0. Tức là các bạn phải xét lúc cái thời gian t bằng 0. Nè, nhớ chưa? Xét lúc t bằng 0, thấy không? Thì lúc t bằng 0 á, thì cái omega nhân t là nhân không mất, nó chỉ còn lại là cos phi thôi, thấy không? Tức là chỗ này chỉ còn là cos phi thôi. Đó, bạn thấy không? Từ phương trình này các bạn giải ra cos phi. Cos phi bây giờ sẽ bằng 2,5 chia 5, tức là 1/2. Xách cái thằng máy tính lên, bấm shift cos của 1/2. Đây, bấm shift cos nè của 1/2 nè, thấy chưa? Shift cos của 1/2. Đấy, bằng, nó ra là pi chia 3, thấy chưa tụi em? Pi chia 3. Pi chia 3, tức là thầy sẽ có là phi. Thật ra nó có hai nghiệm lần nha tụi em, tại vì cái hàm cos á nó sẽ có hai nghiệm. Nếu mà cos A bằng cos B á thì nó sẽ có hai nghiệm. Thứ nhất là A bằng B và thứ hai là A bằng trừ B cộng cho K2B nữa, nhưng mà cái đối với lý thì mình không cần xét cái K2B này. Rồi, chứ là phi sẽ là bằng pi chia 3 hoặc là bằng trừ pi chia 3. Các bạn thấy cách này làm dở không tụi em? Bây giờ tiếp tục phải xét dấu nữa nè. Phải xét xem là các bạn chọn cái pha nào đó nè. Đấy. Làm phải nói là, nói chung là nó dở, thầy nghĩ là thầy không thích cái này lắm. Được chưa? Rồi xong, bây giờ phải làm tiếp. Bây giờ phải chọn cái pha mới pha vuông nữa. Thì bây giờ nghe thầy nói nè nha. Và đang đi hướng về cân bằng, tức là các bạn biết là vật đi hai chiều âm. Nãy thầy nói rồi đó, vật đi hai chiều âm, tức là dấu của vận tốc nó phải là âm nha tụi em. Vậy các bạn nghe nè. Cái phương trình vận tốc V á, nó sẽ có dạng là bằng omega
nhân A, đúng chưa? Nhân cho cos của omega t cộng phi cộng thêm cho gì tụi em? À, cộng thêm cho pi chia 2, tại vì vận tốc sớm pha hàng ly đột x bằng góc pi chia 2 mà. Đấy, thì thật ra thầy không cần quan tâm tới cái này đâu, tại vì omega nhân A nó là hằng số mà. Thật ra có luôn, tụi em tính được luôn á, 2 pi nha, omega là 2 pi nè, thấy không? Nhân A là nhân 5, nó ra là 10 pi nè. Đấy, bây giờ nhân cos nè. Lúc t bằng 0 thì omega nhân 0 mất, chỉ còn lại là phi cộng pi chia 2 thôi. Giờ thầy nói rất đơn giản thôi nè. Tụi em lấy cái phi này nè, tụi em thay cho đây nè, tụi em bấm cái nào ra số dương, số âm tụi em chọn. Tại vì vận tốc nó âm mà, thấy không? Đấy, em bấm coi cái nào âm. Đấy, em bấm coi cái nào âm. Được chưa? Nè, thầy bảo, chứ là tụi em không cần bấm cái 10 pi đâu, tụi em bấm cái cos này thôi. Đây nè, cos nè. Đầu tiên nè, là pi chia 3. Pi chia 3 nè, cộng cho pi chia 2 nè. Đấy, nó ra âm nè, thấy không? Nó ra dấu âm nè, thì các bạn chọn cái này. Các bạn trả lời, các bạn trình bày là các bạn ghi là khi phi bằng pi chia 3 thì V âm, cho nên các bạn chọn cái đăng ký nghiệm pi chia 3 này nè, còn cái nghiệm trừ này các bạn loại đi. Đấy, tụi em có thể thử là nè, nếu mà thầy thử là chỗ này, thầy thử là hành trừ pi chia 3 nè. Đấy, cos nó dương nè, dương thì đâu có được đâu, V âm mà. Đấy, được chưa tụi em? Tóm lại là các bạn phải chọn cái nghiệm pi chia 3 này, vậy thì suy ra phương trình nó là cái này. Vậy bây giờ các bạn có, đây là câu A nè tụi em. Vậy câu B dễ quá, tại vì câu B có ít rồi, các bạn viết V dễ lắm. Vậy các bạn biết nè, phương trình vận tốc sẽ có dạng là bằng omega nhân A nhân cos của omega t cộng cho pha của x cộng thêm cho pi chia 2. Đúng chưa? Tại vì vận tốc sớm pha hàng ly độ một góc pi chia 2 mà, các bạn viết là thôi. Như hồi nãy thầy viết rồi đó, omega là 2 pi nè, đúng không? Nhân A là nhân 5 nè, 2 pi nhân 5 ra 10 pi. Rồi, nhân cos nè, omega là 2 pi t nè. À, pha của x là pi chia 3. Pi chia 3 mà em cộng thêm cho pi chia 2 nữa là nhiêu tụi em? Pi chia 3 mà cộng thêm pi chia 2 nữa là 5 pi chia 6. Tụi em dò lại giúp thầy coi thầy có nhẩm sai không nha. Đấy. Được chưa? Xong, đây là kết thúc bài này nha. Đơn vị cái này là cm nè tụi em. Còn đơn vị của vận tốc sẽ là cm trên giây nha. Đó, được chưa nào? Rồi, xong. Đây là câu số 1. Tiếp câu số 2 nè tụi em, câu số 2 nha. À, một vật có lượng 2 kg có thể dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát với tần số gốc là 4 radian. Omega nè, này omega nè. Rồi. À, để kích thích vật dao động điều hòa tại lúc t bằng 0, người ta kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng 10 cm và truyền cho nó. À, kéo vật cách vị trí cân bằng 10 cm tức là cái này là x. Đúng chưa? Truyền cho vật một cái vận tốc có độ lớn là 1, cái này là V. Đúng chưa tụi em? Độ lớn là chỉ đối V á, hướng về vị trí cân bằng, hãy xác định. Rồi. Ok, bây giờ nghe thầy nói nè. Nghe thầy nói nè. Bây giờ á, hãy xác định câu A, động năng của vật tại vị trí cân bằng. Thì các bạn biết nè, tại vị trí cân bằng thì là ghi từ từ đi, thầy kẻ trục qua đi. Bài này làm từ từ thôi. Thật ra bạn nào giỏi thì viết luôn được rồi, nhưng mà thầy để thầy giảng kỹ cho tụi em nha. Đây là cân bằng đi nha. Rồi, biên đi. Ngâm nha. Rồi, bây giờ nè, động năng của vật tại cân bằng, tức là động năng tại đây nè, thì tụi em biết tại cân bằng là động năng cực đại mà, đúng không? Mà động năng cực đại nó chính bằng cơ năng. Đấy, câu A thầy ghi từ từ, làm từ từ nha. À, câu A nè, đây ghi đây đi, câu A nè. Động năng cực đại, được chưa tụi em, là chính là bằng cơ năng đó. Đấy, thì công thức của nó là bằng 1/2K, 1/2M nhân omega bình nhân A bình. Đấy, thật ra cái m nhân omega bình này là k nè tụi em, nhưng mà bài này người ta cho m, người ta cho omega thì mình sẽ làm theo cái dạng này nha. Mình sẽ giải theo công thức này nha tụi em, tức là bây giờ muốn tìm cái này phải tìm được a. Thì muốn tìm a là cái dựa vào những dữ kiện này nè. Thấy không? X nè, lúc t bằng 0 là ở thời điểm ban đầu á, là người ta kéo cái vật ra khỏi vị trí cân bằng là 10 cm, tức là ví dụ người ta kéo ra chỗ này đi. Kéo vật ra chỗ này nè. Được không tụi em? Rồi sau đó là người ta cấp cho nó một cái vận tốc V, cấp cho nó một cái vận tốc V hướng về cân bằng như thế này. Đó, thì các bạn có X rồi. Đây, X là bằng 10 nè. X bằng 10, có V rồi, có omega rồi. Các bạn sẽ tìm được A bình dựa vào công thức, dựa vào công thức độc lập thời gian. Đây, công thức độc lập thời gian nè. X bình cộng V bình chia omega bình bằng A bình. Đó, từ công thức này các bạn sẽ tính được biên độ A. Đúng không tụi em? Tự bấm nha. Tại vì có số hết rồi mà. Có số hết rồi mà. Vậy thì A nó chính là nó bằng căn của x
bình cộng với bình chứ mấy cái bình, x bình là 10 bình cộng cho v bình à 1 m/s, các bạn đổi đơn vị nha, là 100 nha, 100 cm bình phương chia omega bình là chia cho 4 bình. Đấy, a đó là 5 căn 29, thấy không tụi em, số xấu thế nha, 5 căn 29 nha. Đơn vị đương nhiên là mét rồi, ở cm rồi, tại vì nãy thầy để cm mà. Rồi à, vậy thì bây giờ như thế nào? Bây giờ á, à, tụi em nghe nè, cái A này á, tụi em, cái A mà để tính năng lượng này nè, mấy đứa, nó là phải đơn, nó là phải tính theo đơn vị mét, được chưa? Đơn, tính theo đơn vị mét á, cho nên là cái chỗ này thì đổi sang mét, đổi sang mét thì bây giờ thì chia 100, nó sẽ ra là 0,05 căn 29 mét. Đấy, thì đổi sang mét hết nha. Rồi, tóm lại là bây giờ các bạn lấy cái A này, các bạn thay vô cái công thức này nè, là các bạn sẽ tính được cơ năng nha. Đấy, thì các bạn suy ra được cơ năng hay là động năng cực đại đó bằng 1/2 m, tự thay số đi tụi em, tự thay số đi, tại vì nếu mà thầy thay số nó không xíu không có chỗ trình bày nè, cơ năng nè 1/2 nè, rồi các bạn nhân cho m là nhân cho 2 kg nè, rồi nhân tiếp cho omega bình là 4 bình nè, bây giờ rồi nhân cho a bình là cái số nãy thầy bấm ra nè, nhân cho a là 0,05 căn 29 tất cả bình. Đó, bấm cái này nó sẽ ra đúng số luôn, 29/25, 1,16, 1,16 joule. Xong, được chưa? Tiếp, bây giờ câu B, biên độ của vật. Ủa, câu B, biên độ của vật thầy vừa tìm xong. Đây, biên độ của vật thầy vừa tìm xong. Nè, vậy thì đây là câu B nha tụi em, đây là câu B luôn nè, tụi em trình bày lại nha. Đây là câu B. Câu B là cái câu tìm biên độ nè, thấy không? Chỗ này là câu B nè. Đây, chỗ này là câu B nè. Rồi, câu C, tỷ số động năng và thế năng tại cái vị trí x bằng 15 cm, tỷ số động năng và thế năng tại vị trí x bằng 15 cm, nghe thầy nói nè. À, động năng khi mà nè, nghe thầy nói nè, khi mà x bằng 15 cm á, tụi em có thể tìm tỷ lệ của thế năng với cơ năng trước, sau đó tụi em suy ra tỷ lệ của động năng với thế năng cho nó dễ nha. Nè, nghe thầy nói nè, khi mà có x á, thì bây giờ nếu mà thầy tìm tỷ lệ của thế năng chia cơ năng đi thì nó dễ hơn, tại vì thế năng á nó bằng 1/2 k nhân x bình, thấy chưa? Rồi còn cơ năng á nó bằng 1/2 k nhân a bình, thì tụi em thấy không, 1/2 k kém chém nó chỉ còn x bình phần a bình thôi. Đấy, vậy thì x bình phần a bình nó ra nhiêu thì bấm máy luôn nè, x bình là 15 bình, a bình là 5 căn 29, 5 căn 29 tất cả bình. Ở đây thì để cm, x này là cm này, cho nên cái a này thầy lấy cm nha, để thầy chia nó sẽ triệt tiêu đơn vị nhau. Thì chơi tụi em, đấy, tụi em bấm máy ra thôi. Bài này người ta cho số xấu quá nha, 15 bình phương chia cho 5 căn 29, cho số xấu cực kỳ luôn đó tụi em. Đấy, nó sẽ ra là 9/29 nha. 9/29, thầy cứ để 9/29 đi. Rồi, tức là cái tỷ lệ này là bằng 9/29. Được chưa? Thế năng à, chia động năng, chia cơ năng bằng 9/29, vậy suy ra thế năng bằng cái, sau đó thầy lấy cái cơ năng thầy nhân qua đây nè, sẽ bằng 9/29 lần cơ năng. Nghe thầy nói nè, động năng cộng thế năng bằng cơ năng, bây giờ thế năng chiếm 9 phần, được không? Thì à, thì động năng sẽ chiếm 20 phần còn lại. Mấy đứa hiểu không? Động năng cộng thế năng bằng cơ năng, đúng không? Bây giờ một cái bánh này tụi em chia thành 29 phần đi, bây giờ thế năng chiếm 9 phần thì động năng sẽ chiếm 20 phần. Đấy, vậy thôi. Vậy thì suy ra tụi em sẽ có được là động năng sẽ chiếm 20/29 lần cơ năng. Ôi, vậy ra rồi tụi em. Vậy suy ra các bạn lấy tỷ lệ, người ta kêu các bạn tỷ lệ của động năng chia thế năng, tức là bây giờ lấy động năng mà chia cho thế năng. Nghe thầy nói nè, động năng bằng cái này chia cái này thì cơ năng với cơ năng chém nè, tụi em thấy không, 20/29 chia cho cái này, chia phân số tức là nhân nghịch đảo, tức là thầy sẽ có 20/29 nhân cho 29/9, chia phân số là nhân nghịch đảo mà tụi em. Rồi các bạn bấm máy ra là xong nha, đây bấm máy ra nha tụi em, tụi em sẽ có là 20/29 rồi nhân cho 29/9. Đấy, nó sẽ là 20/9, quá đẹp nha, nó sẽ là 20/9.
Được chưa? Xong, bây giờ câu D. Câu D tụi em, tốc độ của vật tại cái vị trí động năng bằng 5 phần 11 lần thế năng. Bây giờ bài này làm sao đây? Bây giờ thầy có động năng bằng 5 phần 11 lần thế năng, đúng chưa? Bây giờ thầy sẽ kẹp với cái công thức. Thật ra cái dạng này dễ rồi. Thật ra cái dạng này thầy dễ rồi. Mấy bạn muốn làm cái công thức giải nhanh thì giải nhanh, còn không thì các bạn cứ lại giải bình thường đi. Thôi thầy hướng dẫn các bạn giải bình thường nha. Nè, các bạn có cơ năng nè thì bằng động năng cộng thế năng. Mình đang cần tìm tốc độ, tức là mình tìm V tụi em, thì thầy phải giữ là cái động năng, tức là thầy sẽ thay cái thế năng nha. Vậy muốn thay thế năng thì bây giờ thầy rút thế năng ra nè. Tức là thầy sẽ có thế năng động bằng 5 phần 11 thế, thì thế sẽ là bằng 11 phần 5 động. Đó, tụi em thay vô đây. Tức là bây giờ nè, thầy sẽ thay cái thế năng này nè, động năng thì ghi lại. Rồi, thế năng này thầy thay bằng 11 phần 5. Được chưa tụi em? Thì bây giờ 1 cộng 11 phần 5 nó sẽ ra là 16 phần 5. 16 phần 5 lần của động năng. Đúng chưa? 1 động năng, 1 mà cộng cho 16 phần 5 sẽ ra là 1 mà cộng cho 11 phần 5 sẽ ra 16 phần 5 động năng. 16 phần 5 động năng. Rồi, tức là bây giờ thầy có cơ năng bằng 16 phần 5 động năng. Bây giờ các bạn thay công thức vô là ra rồi. Tương đương suy ra luôn nè. Cơ năng thì bằng 1 phần 2 gì tụi em? Cơ năng có rồi. Cơ năng nãy mình tính ra nè, 0.1/16 luôn nè. Cơ năng là 1.16. Được chưa? Bằng 16 phần 5. Động năng là 1/2m nhân cho V bình. Các bạn có M là mấy đó? Nãy M nè, M là 2 kg nè. Rồi vậy ra là nha tụi em, bấm ship xong luôn. Thầy cô mà các bạn, thầy cô nếu mà thầy cô bắt rút V các bạn tự rút nha, các bạn chuyển V qua rút V ra rồi lấy căn 2 V. Thầy ship xong luôn cho nhanh nha tụi em. Xong luôn đi. 1.16 nè. Bằng nè 16 phần 5 nè, các bạn nhân cho M, nhân cho 1/2 trước. 16 phần 5 nè. Rồi nhân cho 1/2 nè. Rồi nhân cho M là nhân cho 2. Rồi đó nhân cho V là nhân cho x bình phương. Đấy, ship son bằng 0.6, thấy không? 0.6 mét trên giây. Xong, đây là câu số 3 nha tụi em. Câu số 3 nha tụi em. Hai chất điểm có khối lượng lần lượt là 1m, 1m2 dao động điều hòa cùng vuông cùng tần số. Đồ thị biểu diễn động năng của M1 và thế năng của M2 theo ly độ như hình vẽ. Xác định tỷ số cho M1, M2. Rồi, tụi em nghe cho kỹ nè. Đây là hai vật khác nhau, nghe chưa? Cho nên tụi em thấy hai cái đồ thị của nó không? Một cái đồ thị thì nó xẹp, một cái thì nó hơi bành ra, tức là nó không có đúng cái dạng trong sách của mình á. Trong sách của mình là nó cùng nhau vậy. Ví dụ mà cái thằng động năng là vậy đi, thì cái thằng thế năng nó cũng phải đối xứng tương tự như vậy. Trong sách của mình nó trình bày vậy nè. Nhưng mà các bạn thấy nó banh ra không? Tức là nó sẽ không, tức là hai đồ thị này nó không còn đối xứng nhau nữa. Tại vì nó là hai vật khác nhau mà, cho nên mình làm từ từ thôi, chả sao cả. Đọc nè. Đồ thị biểu diễn động năng của M1, tức là động năng này là cái đường màu xanh này nè. Màu xanh này nè là động năng của thằng thứ nhất nha tụi em. Rồi, và thế năng của M2, tức là cái đường màu xanh dương này nè, là thế năng của thằng thứ hai. Đó, nên ghi kỹ vô. Rồi, ok, bây giờ làm từ từ. Bây giờ các bạn nhìn, bây giờ các bạn nhìn trước cho thầy cái biên nè. Tụi em nhìn này nha. Đây, tụi em thấy nè, tại nè, tại cái vị trí mà động năng bằng 0 nè, thấy không? Chỗ này là tụi em nhìn nè, chỗ này chiếu qua trục năng lượng nè, chỗ này động năng bằng 0 nè, thì cái chỗ này là biên độ nè. Chỗ này là biên độ của thằng thứ nhất nè. Thấy không tụi em? Rồi, tiếp nè, tụi em nhìn nè nha. Đây, tại cái vị trí mà thế năng cực đại của thằng thứ hai nè, thì thế năng cực đại kia tại biên á, thì cái chỗ này là biên độ của dao động thứ hai nè. Nói gì thì đầu tiên em sẽ có được tỷ lệ của biên độ nha. Vậy biên độ thứ nhất là bằng mấy ô? 1 2 3 4. Tức là A1. Thầy cứ xem như một ô là một đơn vị đi nha. Vậy thì A1 là bằng 4. Được chưa? A2 là bằng 6 ô. Đấy. Rồi, xong. Tiếp, giờ tụi em nhìn tiếp nè. Tụi em để ý không? Nè, đỉnh của thằng động năng thứ nhất với đỉnh của thằng thế năng thứ hai trùng nhau nè tụi em, tức là hai vật này có cùng năng lượng. Đúng không? Thế động năng cực đại thì bằng cơ năng, thế năng cực đại cũng sẽ bằng cơ năng, đúng không tụi em? Cho nên cơ năng của vật 1 với vật 2 bằng nhau. Đấy, cơ năng của vật thứ nhất sẽ bằng cơ năng của vật thứ hai. Sau một bé nữa. Tiếp. Bây giờ mà thầy chia thử coi nha. Tức là các bạn biết nè, công thức á. Các bạn biết nè, công thức cơ năng
thì bằng 1 phần 2 M nhân omega bình nhân A bình. Cái này là cơ năng 1, cái này là M1. Được chưa? À, người ta nói cùng tần số. Mấy đứa thấy không? Hai vật cùng tần số, mà cùng tần số thì sẽ cùng omega, cho nên omega như nhau nha tụi em. Tức là cái này cũng là A1, nhưng mà thầy ghi omega thôi. Hiểu không? Còn cái thằng vật thứ hai á, nó sẽ là 1 phần 2 M2 nhân omega bình nhân cho A2 bình. Vẫn là omega thôi, tại vì hai thằng này cùng tần số, mà cùng tần số thì sẽ cùng tần số gốc. Đó, bây giờ thầy lấy cái này chia cái này là ra được tỷ lệ rồi tụi em. Chia ra, thầy lấy cơ năng W1 chia W2 bằng nè, 1 phần 2, 1 phần 2 chém. Chỗ này sẽ là M1 phần M2 omega O bình chia omega bình mất, nhân cho A1 bình phần A2 bình. Đó, vậy suy ra tỷ lệ M1 chia M2 sẽ bằng W1 chia W2. Chuyển A1, A2 qua đây nha. Chuyển A1 qua đây thì nhân lên tử nè, nó sẽ là A2 bình chia cho A1 bình. Nè, cơ năng 1 bằng cơ năng 2, tức là hai cái này chia nhau bằng 1. Rồi, A2 là bằng 6, A1 là bằng 4, tức là cái này là 6 bình chia 4 bình. Đấy, bấm máy thôi. Không, tụi em thấy không? Nó sẽ là tỷ lệ là 9 phần 4 hay là 2,25 đó. Muốn ghi sao ghi. Đấy, 9 phần 4 hay là 2,25. Đấy tụi em, câu 3 này phân tích từ từ thôi, có gì đâu, nó đơn giản mà. Rồi, xong. Câu số 4. Câu số 4 là một câu dòng tắt dần nha tụi em. Rồi, câu số 4 nè. Một con lắc lò xo có độ cứng, đây là K nè tụi em, đây là K nha, đây là độ cứng K nè. Rồi, vật nặng có khối lượng là M, đổi đơn vị luôn đi nha, 0,50g là 0,05kg. Rồi, kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng 10cm rồi buông tay cho con lắc lò xo thực hiện. À, tức là như thế này nè. Bây giờ cái con lắc lò xo á tụi em, ví dụ lúc đầu nó đang ở đây đi. Đây, chỗ này là cân bằng nè. Thấy không? Thì khi mà người ta kéo nó ra đây nè, kéo nó ra một đoạn là 10cm, sau đó người ta thả, buông tay. Buông tay thì cái vị trí nè, buông tay tức là người ta không cấp vận tốc ban đầu. Buông tay tức là cái chỗ người ta đây, chỗ này người ta thả nhẹ, tức là cái vận tốc chỗ này bằng 0. Thì cái chỗ này chính là biên luôn. Bạn hiểu không? Tức là 10 kéo ra một đoạn 10cm nè. Đấy, thì cái chỗ này chính là cái vị trí biên luôn. Đó, rồi. Rồi sau đó người ta buông tay để con lắc lò xo cho động tắt dần. Tại vì đây là có ma sát, tụi em thấy không? Có ma sát cho nên là nó sẽ bị mất năng lượng. Tức là sau trong cái quá trình mà nó dao động á, tụi em nó sẽ bị công của lực ma sát, nó sẽ bị lực ma sát làm cản trở chuyển động, cho nên nó sẽ bị mất dần năng lượng. Đấy, rồi sau đó nó sẽ dừng lại. Đấy, tóm lại mình hiểu nôm na như vậy. Bây giờ mình làm nè. Rồi, bây giờ thầy sẽ kẻ một cái trục ra. Đây, ví dụ chỗ này là cân bằng. Người ta cái chỗ này là cái vị trí biên nào, tức là người ta kéo vật ở đây nè, tụi em hiểu không? Sau đó người ta thả. Đó, thì các bạn hiểu như vậy. Thì á, theo như bình thường á, thì cái vật nếu mà dao động điều hòa tụi em thì nó sẽ đi qua tới cái vị trí này là cái vị trí biên âm. Nhưng do gì tụi em? Do có ma sát cho nên á, thay vì nó đi tới được chỗ này thì nó chỉ đi được tới chỗ này thôi. Đấy, cái chỗ này là cái biên độ, thầy gọi là cái biên độ lúc sau. Nó sẽ bị giảm biên độ, đây chính là cái độ giảm biên độ nè. Delta A. Nhưng mà các bạn nghe nè, từ biên âm này qua bên đây là chỉ có nửa chu kỳ thôi nha tụi em. Tức là cái delta này nè là độ giảm biên độ trong nửa chu kỳ thôi. Hiểu chưa? Thầy phân tích từ từ nha. Thì đầu tiên nè. Đầu tiên á là cái delta này nè là độ giảm biên độ trong 1 phần 2 chu kỳ thôi nha tụi em. Người ta hỏi là người ta hỏi 1 chu kỳ thì mình cứ làm nửa chu kỳ, sau đó mình nhân 2 lên thôi nha. Rồi, vậy thì bây giờ thầy làm từ từ. Bài này muốn làm được các bạn phải dùng cái định luật bảo toàn năng lượng, tức là các bạn hiểu như vậy nè. Hiểu như vậy nè, lúc đầu biên độ chỗ này là A, tức là nó có biên độ là A thì nó sẽ có năng lượng, nó sẽ có cái năng lượng hay là cơ năng đó là bằng 1 phần 2K nhân A bình. Lúc sau, tức là khi mà nó đi qua cái vị trí này nè, thì cái biên độ của nó chỉ còn lại là A phẩy thôi, tức là nó bị giảm biên độ thôi, em thấy không? Thì cái cơ năng lúc sau á, nó chỉ là 1 phần 2K nhân cho A phẩy bình thôi. Đó, mấy đứa hiểu chưa? Vậy thì rõ ràng mấy bạn sẽ thấy là gì? Mấy bạn sẽ thấy là nó bị mất năng lượng. Vậy thì cái năng lượng mất đi nó chính là cái gì? Cái năng lượng mất đi đó chính là do nguyên nhân là do ma sát. Được chưa? Tính là nó sẽ chích, các bạn nhớ luôn nha, các bạn nhớ luôn. Cơ năng lúc đầu đây nha, tức là các bạn dùng bảo toàn năng lượng nha, áp dụng định luật bảo toàn năng lượng, tụi em trình bày ra nha, áp dụng định luật bảo toàn năng lượng, các bạn sẽ có là cơ năng lúc đầu
trừ cho cơ năng, còn lại sẽ chính là bằng công của lực ma sát. Tại vì nguyên nhân mà nó mất năng lượng là do ma sát mà tụi em, đúng không? Nó sẽ bằng công lực ma sát. Mà các bạn học công thức ở lớp 10 rồi, công của lực ma sát á, chính là bằng F nhân A thôi. F nhân S thì xin lỗi, F nhân S. Được chưa? Công của lực ma sát thì bằng F nhân S. Bây giờ các bạn thay vô nè, suy ra nè. Cơ năng thì bằng 1/2K. Nghe thầy nói nè, cơ năng lúc đầu trừ cơ năng lúc sau là hai cái này trừ nhau nè, thì 1/2K, 1/2K giống nhau thì rút ra ngoài nha. Ở trong nó sẽ còn lại là A bình trừ cho A phải bình. Đúng cho tụi em, bằng nè. Công của lực ma sát thì sẽ bằng F ma sát nhân cho S. Nhưng mà các bạn nhìn nè, quãng đường mà đi từ đây tới đây á, là bằng A cộng A phẩy, đúng không? Quãng đường chính là bằng A cộng A phẩy. Đó, được chưa tụi em? Rồi, bây giờ các bạn rút vế các bạn chuyển thôi. Chia ra nè, 1/2K nè, A bình trừ A phẩy bình, tức là A trừ A bình trừ B bình đó tụi em. Thì cái này là hàm đẳng thức, tức là nó sẽ là A bình, A bình nó sẽ là A trừ B nhân A cộng B. Đó, A trừ B nhân cho A cộng B. A cộng B là A cộng A phẩy. Được chưa? Bằng F ma sát nhân A cộng A phẩy. Thì nhìn nè tụi em, A cộng A phẩy này chém nè, đúng không? Tại vì cái nó là số dương rồi mà. Được chưa? Vậy thì sẽ suy ra nè. Nè, nghe thầy nói nè, cái biên độ lúc đầu là A trừ biên độ lúc sau nè, biên độ lúc đầu là A nè trừ lúc sau nè, sẽ ra độ giảm biên độ nè. Cái này chính là độ giảm biên độ nè, cái này chính là delta A nè. Tức là thầy sẽ có được là delta A là độ giảm biên độ trong một nửa chu kỳ nha. Sẽ bằng cái gì? Đây, các bạn nhân 2 qua đây, sẽ bằng 2 lần của F ma sát chia cho K. Xong, điều phải chứng minh. Vậy thì một nửa chu kỳ giảm bao nhiêu đây? Vậy thì suy ra độ giảm biên độ trong một chu kỳ nha tụi em, trong một chu kỳ sẽ bằng 2 lần cái này, thì sẽ là bằng 4 lần F ma sát chia K. Mà các bạn biết F ma sát bằng gì không? Công thức F ma sát thì bằng nguy nhân cho phản lực N. Mà các bạn biết cái vật mà nằm ngang, cái vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang, thì trọng lực B hướng xuống, phản lực N hướng lên, thì phản lực N chính là bằng trọng lực B, đúng không? N chính là bằng trọng lực B, mà B thì lại bằng M nhân G. Đây lớp 10 học đó. Đấy, cho nên F ma sát thì bằng nguy mg. Đấy, vậy thì cái này thật ra nó sẽ bằng là 4 lần của nguy mg chia K. Các bạn thấy có số hết rồi, thay vô thôi. 4 thì ghi lại nè, nguy là 0.01 nè, m là mấy? M là 0.05. Được chưa? Nhân g là mấy tụi em? G là mấy? Người ta không cho g, các bạn cứ lấy g bằng 10 đi nha. Người ta không cho g, thầy cho g là bằng 10 mét trên dây bình nha. Rồi, chia K. Chia K là chia cho 50. Rồi, bấm cái này ra là xong. 4 nè, nhân 0.01 nè, nhân 0.05 nè, nhân cho 10 nè, chia cho 50 nè. Ok, bằng. Nó sẽ ra là 4 nhân 10 mũ trừ 4 nha tụi em. 4 nhân 10 mũ trừ 4. Mét, 4 nhân 1 mũ trừ 4 mét, được chưa? 4 nhân cho 10 mũ trừ 4 mét. Rồi. Bằng nè, 4 nè, nhân cho 10 mũ trừ 4 mét. Được chưa tụi em? Hay là 0.04 cm á. Nếu mà các bạn đổi sang cm thì các bạn nhân cho 100. Được chưa? Thì nó sẽ ra là 0.04 cm. Xong. Được chưa tụi em? Rồi, tiếp câu B. Quãng đường vật có thể đi được đến lúc dừng hẳn xem như vật dừng lại tại cân bằng. Nghe thầy nói nè, nghe thầy nói nè nha. Nè, tức là cái vật của mình á, nó sẽ dao động tắt dần, tức là nó sẽ dao động biên độ giảm dần, sau đó nó dừng lại. Mấy đứa tưởng tượng nha, thầy ghi dưới đây đi nè. Tức là lúc đầu nó bên đây gì, nó sẽ dao động gì nè, đấy, sau đó nó dừng lại. Và người ta xem như nó dừng lại tại cân bằng, tức là gì, nó dừng lại tại cân bằng, điều đó có nghĩa là tất toàn bộ năng lượng của nó đã chuyển hóa hết thành công của lực ma sát. Mấy đứa hiểu không tụi em? Do là vật dừng lại tại vị trí cân bằng, tức là lúc đó A bằng 0 mà, đúng không? Dừng lại tại cân bằng thì A bằng 0, đúng không? Cho nên là lúc sau đó nha, tức là cho nên là cái năng lượng lúc sau á nó chỉ bằng 0 luôn. Tức là toàn bộ năng lượng lúc đầu của nó đã chuyển hóa hết thành công ma sát, tụi em hiểu không? Rồi, tức là thầy cũng áp dụng định lực bảo toàn năng lượng nha tụi em. Đấy, là tụi em sẽ có nè, tức là toàn bộ năng lượng lúc đầu của cái vật
sẽ chuyển hóa hết thành công lực ma sát. Hay các bạn hiểu như vậy đi ha, ha, toàn năng lượng lúc đầu của vật sẽ bằng công của lực ma sát, được chưa? Các bạn cứ hiểu như vậy, công năng lượng lúc đầu của vật sẽ bằng công của lực ma sát. Các bạn thay vô, năng lượng lúc đầu là bằng 1/2k nhân cho a bình phương, được chưa? Công của lực ma sát là bằng F ma sát nhân cho S. Đây, mình đang cần tìm cái quãng đường này nè. Đấy thì suy ra quãng đường S sẽ bằng gì tụi em? Sẽ bằng K A bình chia cho 2 F ma sát. F ma sát là mu mg đó, các bạn thay vô. F ma sát là bằng mu mg, nãy thầy chứng minh rồi. Nè, F ma sát là bằng mu mg nè. Rồi, bấm máy tính ra. Là kết thúc bài này nha. Đây các bạn sẽ có là K là 50 nè, nhân A, A này là mấy tụi em? A là 10cm, là 0.1 nha, đổi đơn vị nha. Rồi, chia cho 2 nè, mu là 0.01 nè, nhân cho M là nhân cho 0.05, nhân cho G là nhân 10. Đấy, nó sẽ là 50m. Ok chưa? Nó sẽ là 50m nha tụi em. Rồi, đây là cái câu 4 của phần này. Rồi, đây là toàn bộ cái đề này nha tụi em. Đấy, thầy thấy cái đề này nó cũng không khó lắm đâu. Được thôi. À, cái đề số 3. Mấy đứa nghe nè, cái đề số 3 bữa thầy sửa tới còn hình như còn thiếu hai câu, thầy sửa luôn cho tụi em nha. Rồi, bây giờ cái đề số 3 á tụi em, cái đề số 3 hồi bữa thầy sửa cho tụi em á là còn thiếu hai câu đúng không mấy đứa? Bây giờ thầy sửa hết luôn nha. Bữa sửa cho các bạn cái đề số 3 này còn hai câu nữa. Đây. Bữa sửa câu câu 1 câu 2 rồi, bây giờ sửa câu 3 câu 4 nha tụi em, sửa hai câu này nó là xong hết luôn nha. Dứt điểm cho tụi em luôn. Bữa sau mình sẽ ôm tiếp tới cái phần sóng nha tụi em. Bữa sau mình học tiếp những cái phần liên quan tới sóng nha. Rồi. Đây. Cu Tí xách một xô nước nè. Cậu nhận thấy rằng nếu bước đi 60 bước trong 1 phút. Đọc kỹ nha. 60 bước trong 1 phút. Các bạn cứ xem như 1 bước là 1 chu kỳ đi. 60 bước trong 1 phút. Thì 1 phút là bằng 60 giây. Đúng chưa tụi em? 60 bước trong 1 phút thì mỗi một bước là sẽ mất 1 giây. Được chưa tụi em? Rồi. Thì nước sẽ sóng sánh mạnh nhất, đọc kỹ nha, nước sóng sánh mạnh nhất. Tần số di động riêng của xô nước là bao nhiêu? À, đáng lẽ phải ghi là tần số di động riêng của nước trong xô mới đúng, nhưng mà thôi mình cứ làm như vậy nha. Tần số di động riêng tức là hỏi F0. Được chưa? Thì các bạn phải hiểu như vậy nè. Người, bữa thầy nói rồi. Các bạn cứ nhớ là cái người á tụi em, cái người xách xô nước đúng không? Thì cái người á đóng vai trò là ngoại lực. Cái người này nè sẽ đóng vai trò là ngoại lực. Tại vì khi mà cái người này xách xô nước, khi mà cái người này bước đi á tụi em, thì sẽ tác dụng lực vô cái nước trong xô. Đấy tụi em hiểu không? Thì cái người đóng vai trò là ngoại lực. Và cái nước á, cái xô nước á tụi em, cái xô nước này nè sẽ đóng vai trò là vật dao động cực bất. Nước trong xô nha, phải nói kỹ là nước trong xô á, nước trong xô sẽ đóng vai trò là vật dao động cực bất. Đấy, thì tụi em nghe nè, nước sóng sánh mạnh nhất khi mà nó dao động mạnh nhất, mà nó dao động mạnh nhất thì nó tức là xảy ra cộng hưởng. Các bạn cứ nhớ như vậy. Tức là cái dạng bài này cứ nhớ cho thầy là phải xảy ra cộng hưởng. Được chưa? Nước sóng sánh mạnh nhất khi xảy ra cộng hưởng. Tụi em trình bày vô nha, trình bày vô là để nè, ghi nè, để nước sóng sánh mạnh nhất suy ra xảy ra cộng hưởng. Mà xảy ra cộng hưởng á thì cái chu kỳ riêng của nước trong xô phải bằng cái chu kỳ của ngoại lực. À xin lỗi, tần số riêng của nước trong xô sẽ bằng cái chu kỳ của ngoại lực. Thì cái ngoại lực tính là cái chu kỳ của cái cu tí này nè. Được không tụi em? Thì mà xin lỗi, cứ thầy cứ nói nhầm ngoài tần số nha. Tần số của ngoại lực chính là bằng cái tần số của anh cái thằng cu tí này nè. Thì tụi em biết mà. Tần số là số dao động trong 1 giây. Bây giờ 60 bước trong 60 giây. Vậy thì 1 giây sẽ bước 1 bước. Cho nên tần số chính là bằng 1 luôn. Đó. Cái tần số của thằng cu tí á tụi em chính là bằng 1. 1Hz. Tại vì mỗi một giây nó bước 1 bước mà tụi em. Đấy. Cho nên câu 3 này là câu dễ. Rồi câu số 4. À, hình dưới đây là đồ thị động năng theo thời gian của một vật khối lượng là 0.4kg di động điều hòa. Tại thời điểm ban đầu, vật đang chuyển động theo chiều dương. Được chưa? Lấy pi bình bằng 10, viết phương trình dao động của vật. Rồi, tại thời điểm ban đầu, vật đang chuyển động theo chiều dương, lấy pi bình bằng 10, viết phương trình dao động của vật. Ok, bây giờ thầy phân tích từ từ. Đây là, đọc kỹ nha, đây là đồ thị của động năng nha tụi em. Câu này cũng không dễ đâu nha. Rồi, bây giờ thầy cứ làm từ từ thôi, nghe thầy nói nè. Mình cứ từ từ mà làm. Đầu tiên, thầy nói rồi, dạng động năng, thầy chỉ các bạn đọc đồ thị rồi. Đỉnh đồ thị nè, chính là vị trí động năng cực đại. Đúng không? Tức là chỗ 0.02 này nè tụi em, chính là động năng cực đại.
mà động năng cực đại thì sẽ chính bằng cơ năng. Cho nên đầu tiên thầy sẽ có luôn, thứ nhất cơ năng bằng 0.02 joule. Rồi đọc tiếp. Đây các bạn thấy nè, đồ thị xuất phát từ vị trí 0.015 joule, tức là lúc t bằng 0. Đấy, các bạn cứ làm từ từ thôi, lúc t bằng 0 là động năng nha bằng 0.015 joule. Đúng chưa? Mà các bạn biết nè, 0.015 các bạn lấy máy tính nè, các bạn chia cho 0.02 cho thầy. À, 0.015 các bạn chia cho 0.02 để các bạn biết được cái tỷ lệ này là bằng bao nhiêu lần cơ năng, hiểu không? Cơ năng là 0.02 mà, thấy không? Vậy thì nó sẽ ra 3/4, tức là cái động năng này nè tụi em, nó bằng 3/4 lần của cơ năng. Rồi, cơ năng là 4 phần, động năng mà chiếm 3 phần thì thế năng sẽ chiếm 1 phần. Cho nên thế năng sẽ bằng 1/4 lần cơ năng. Đó, cứ làm từ từ thôi. Rồi, thế năng mà bằng 1/4 lần cơ năng thì thầy suy ra cái gì? Suy ra nè, thay vô nè tụi em, thế năng á thì bằng 1/2k nhân ít bình. Đúng chưa? 1/4 ghi lại, cơ năng thì bằng 1/2k nhân cho a bình. 1/2k với 1/2k chém đi, vậy thì suy ra ít bình bằng 1/4 a bình. Mà làm được thấy không? 1/2k với 1/2k chém đi. Được chưa? Vậy ít bình sẽ bằng, suy ra thầy sẽ có ít bình bằng a bình chia 4. Đấy, vậy suy ra ít bằng mấy tụi em? Suy ra thầy sẽ có là ít đang ở vị trí cộng trừ a chia 2. Vấn đề là bây giờ các bạn phải chọn theo chiều âm hay chiều dương đây. À, người ta cho mình đi theo chiều dương. Tức là lúc thủy ban đầu là lúc t bằng 0 á. Lúc t bằng 0 á tụi em, là chỗ này thầy đang xét t bằng 0 nè, thấy không? Là vật đang ở vị trí này nha. Và nó sẽ đi theo chiều dương. Đi theo chiều dương. Nhưng mà bây giờ các bạn chọn ít âm hay ít dương đây. Đấy, nó lại là vấn đề. Giờ mình lại kẻ trục ra, thầy giải hết từ từ. Nhìn này nha. Đây, chỗ này là cân bằng nè. Được chưa? Chỗ này là biên dương nè. Chỗ này là biên âm nè. Mấy đứa biết nè, ít bằng cộng trừ a chia 2, tức là nó là một là ở chỗ này là a chia 2. Hoặc là ở chỗ này là trừ a chia 2. Tức là nếu mà nó ở chỗ này thì nó phải đi qua đâu? Nó phải đi qua biên dương. Tại vì nó phải đi theo chiều dương mà tụi em. Còn nếu mà nó ở vị trí trừ a chia 2 này nè, nó phải tiến về cân bằng. Nó tiến về cân bằng. Rồi, bây giờ làm sao mình chọn được cái nào thì các bạn nhìn này nha. Nè. Lúc đầu động năng là bằng 0.015 và đồ thị đi xuống. Đồ thì đi xuống tức là động năng đang giảm về 0. Mấy đứa thấy không? Chỗ này là động năng bằng 0 nè. Đấy, tóm lại là động năng đang giảm. Nghe chưa? Mà các bạn biết nè, động năng á là bằng 1/2m với bình. Động năng là bằng 1/2m với bình. Thấy chưa? Cho nên tại cái vị trí biên này nè, tại vị trí biên này là V bằng 0. Đúng không tụi em? Cho nên tại vị trí biên động năng bằng 0. Đấy, vậy thì động năng muốn giảm là vật phải đi về biên. Động năng muốn giảm, vật phải đi từ cân bằng. Đi từ cân bằng, đi về biên. Đấy, động năng giảm thì vật phải đi từ cân bằng đi về biên. Tại vì các bạn biết nè, tại cân bằng này nè tụi em, tại cân bằng là động năng cực đại mà. Đúng không? Tại cân bằng thì Vmax động năng cực đại, cho nên các bạn loại cái trường hợp này đi. Nè, trường hợp này nó đang tiến về chỗ động năng cực đại mà tụi em. Đúng không? Độ thị của mình đi xuống mà, cho nên các bạn phải chọn chỗ này nè. Đấy, tức là các bạn sẽ suy ra, các bạn lấy cái nghiệm ít dương nha, lấy cái nghiệm ít dương a chia 2 và vật đi theo chiều dương. Đó, vậy nếu mà vật ở vị trí a chia 2 mà đi theo chiều dương á tụi em, thì theo đường tròn pha thầy sẽ biết được là pha là bao nhiêu. Này. Các bạn quan sát nè. Thấy nha, đây là cân bằng nè, thấy chưa? Đây. Đây là a chia 2 nè. Thấy chưa tụi em? A chia 2 mà đi theo chiều dương thầy phải chọn pha âm nha. Chiều dương phải chọn pha âm, thấy chưa? Thì các bạn biết cái điểm pha này là trừ pi chia 3. Đấy, theo đường tròn pha thì thầy sẽ suy ra được luôn. Sẽ suy ra được luôn pha ban đầu phi là bằng trừ pi chia 3. Đấy, mình đang cần viết phương trình mà, thì mình làm từ từ thôi. Rồi, bây giờ có phi rồi nha. Bây giờ phải tìm được omega và tìm a nữa. Ôi, cái bài này cũng căng đó, tụi em làm cũng lâu đó. Ok, bây giờ cái số 1/6 nãy giờ mình chưa dùng nè. À, động năng từ vị trí này giảm về 0 là cái mất cái thời gian 1/6 giây. Thấy không tụi em? Nè, động năng là 0.015 là giảm về 0 nè. Thì đây nè. Nè, chỗ này lúc đầu là động năng là 0.015 là vật ở vị trí này nè. Bây giờ giảm về 0 thì đi từ đây qua đây. Đi từ đây qua đây. Mất 1/6 giây mà tụi em biết từ a chia 2 mà qua biên dương thì theo trục thời gian. Theo trục thời gian từ a chia 2 mà qua biên dương thì đoạn này là t/6. Đúng chưa? T
tức là thầy sẽ có là 1/6 giây ấy sẽ bằng luôn là chu kỳ phần 6, cho nên suy ra chu kỳ T là 1 giây. Chu kỳ là 1 giây thì suy ra omega là bằng 2 pi. Xong một bé nữa. Cuối cùng bây giờ phải tìm cái bé A, cái bé biên độ. À thì cái cơ năng nãy giờ chưa xài nè. Cơ năng chưa xài. Các bạn biết công thức cơ năng thì bằng 1/2 m omega bình nhân A bình, thấy không? Từ công thức này sẽ tính được A. Được chưa? Vậy A sẽ bằng gì? A sẽ bằng căn của 2 lần cơ năng chia cho m nhân omega bình. Rồi, người ta lấy bi bình bằng 10 nè tụi em, xíu mình thay bi bình bằng 10 vô thôi. Rồi các bạn bấm máy tính nha, bấm với thầy nha. Nè. Căn nè, 2 nè, nhân cho cơ năng là nhân 0.02 nè, đấy 0.02. Chia cho m. M là mấy đây mấy đứa? M là 0.4 nè, thấy không? Khối lượng là 0.4 nè. Rồi. À, nhân cho omega bình, đọc kỹ này nha. Omega bình là 2 pi tất cả bình, tức là 2 bình nhân bi bình á. 2 bình nhân cho bi bình bằng 10 nè, cho nên thầy nhân 10. Đấy, A nó sẽ là 0.05. A là bằng 0.05 m, tức là bằng 5 cm. Đấy, vậy suy ra cuối cùng thầy sẽ có được phương trình dao động x sẽ bằng 5 nhân cos omega là 2 pi nè. Rồi, cộng pha ban đầu là trừ pi chia 3 nè. Đây đáp án cuối cùng. Rồi, xong nha. À, đây là thầy sẽ hoàn thành cho tụi em đề 3, đề 4 nha. Chắc là sửa tới đây thôi. Mấy bạn coi, các bạn xem cái chỗ nào mà không hiểu, các bạn cứ nhắn tin hỏi thầy nha tụi em. Được chưa? À, bữa sau, tuần sau chắc là mình sẽ học sang phần sóng nha. Rồi, bye các bạn.